Đó. Nó nổ nó văng mệt. Vậy thì bắt đầu gọi xuống người ta đó. Thấy không? Do mình làm đó là gọi gọi hẳn xe để xe ta đang chạy nó bốc lửa. Đứng đây mà còn nóng á. Mấy cảnh sát này gọi nãy giờ lâu dễ sợ cũng đéo tới. Đó, kẹt xe nó chạy được liền ống. Cứu quả mà. Cứu quả, thiệt ơi. Nó biết trước sau gì cũng tiêu rồi. Cù nổ bùm 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 không thấy không? Đồ mà rửa quý xe luôn. Xe mới tinh, Nissan. Mới hả? Em thấy cũ quá. Mới tinh à, xe mới tinh. Hả? Xe mới tinh. Mới sao ông qua hết được? Không biết. Chạy không chăm nước, không coi nước. Ông lái chiếc xe của ổng đi vậy? Ừ. Phải xe ổng không? Ừ. Không lo mà chạy trước cái đợi mà. Nó chính xác cái phải có quả nữa. Chạy xuống luôn.